Hẳn là đối với những bạn mới bắt đầu tập tô màu nước thì việc chọn loại họa cụ phù hợp với bản thân vẫn luôn là một bài toán đau đầu, nhất là khi tùy kiểu tô hay gu của mỗi người mà sẽ hợp với một hoặc nhiều loại giấy màu nước khác nhau. Ngay chính cả bản thân mình cũng đã từng thử đến hàng chục loại giấy màu nước trải dài từ rẻ đến đắt cho đến khi chính mình quyết định tự ra mắt dòng sổ riêng độc quyền tại Tanuki. Nếu bạn chưa nghe về giấy màu nước Ume thì trong video này hãy cùng chúng mình tìm hiểu về dòng giấy do chính team chúng mình sản xuất nhé! Ume được ấp ủ trong thời điểm các dòng giấy trên thị trường thời điểm đó vẫn còn nhập nhằng về chất lượng, nguồn gốc cũng như là giá thành lên xuống thất thường. Vì muốn thể hiện tình yêu với hội họa và đưa đến cho các bạn một dòng giấy chất lượng phù hợp với mọi trình độ vẽ nhưng vẫn có giá thành dễ chịu so với mặt bằng giấy màu nước nói chung, mà Tanuki đã tạo nên Ume. Ume cũng như tên và ý nghĩa của nó thể hiện sự đam mê hội họa, Ume không lối thoát của team Tanuki chúng mình. Vậy thì Ume sở hữu những đặc điểm nào mà Tanuki lại lựa chọn nó để làm sản phẩm giấy màu nước độc quyền của chúng mình nhỉ? Cùng xem tiếp nhé. Đầu tiên thì Ume là giấy màu nước nhập khẩu Ý 100%, có nguồn gốc rõ ràng và đầu vào đảm bảo chất lượng đã được chúng mình kiểm định trước khi đưa vào bán trực tiếp. Bao bì thì cũng được chúng mình quan tâm với bìa sổ màu xanh tươi mát và được vẽ tay 100% trên nền giấy Ume, chứ không phải là ảnh trên mạng không rõ nguồn gốc đâu nha mọi người. Dạng sổ lò xo của Ume thì có phần bìa cứng ép gỗ phía sau cực kỳ cứng cáp. Nhắc lại là cực kỳ cứng cáp nha mọi người, kể cả khi dùng xong bạn hoàn toàn có thể dùng nó để làm bảng kê khi vẽ, còn không thì đem chọi nhau cũng được, đảm bảo là cực đau luôn. Về điểm này thì Tanuki tự tin ít hãng nào có thể làm được điều này. Ume có định lượng giấy 300 GSM chuẩn, bề mặt phân giấy cold press phù hợp với mọi yêu cầu vẽ. Tuy nhìn qua thì có vẻ hơi sần sùi nhưng mà khi vẽ lên thì bạn sẽ khá ngạc nhiên bởi vân giấy lộ không quá rõ khi tô đâu. Độ giữ màu của Ume thì cũng khá là lâu so với mặt bằng chung nên là bạn hoàn toàn có thể áp dụng nhiều kiểu loang cũng như là kỹ thuật tô cao cấp hơn. Ví dụ như khi dùng cọ móp để loang lên bề mặt Ume trong điều kiện có quạt thì ít nhất phải 4 đến 5 phút sau màu mới khô hoàn toàn. Đây là điểm mình khá thích vì sẽ dễ làm được nhiều thao tác trên tranh mà không sợ màu khô quá nhanh. Tuy nhiên, cái này theo mình thì thuộc về gu của mỗi người hơn nên là nếu bạn đang tìm một loại giấy khô nhanh thì nên cân nhắc nhé. Khi dùng cọ để tỉa các chi tiết trên giấy thì mình không gặp vấn đề gì cả. Vì dù là bề mặt giấy nhìn có vẻ khá là sần nhưng mà lúc đưa cọ lên vẫn rất là mượt chứ không bị lợn cợn đâu. Nếu so sánh với các dòng giấy cùng phân khúc, ví dụ như là Bao Hồng Cold Press, Frabiano hay là Happy thì Ume có bề mặt dễ tô và láng hơn khá là nhiều. Còn nếu so với các dòng giấy như Paul Rubens, Nabi hoặc Layton thì Ume sẽ sần hơn một xíu nhé. Về khả năng chịu tẩy thì bạn sẽ phải bất ngờ đấy, vì Ume khá là chảy cối trong phương diện này. Bản thân mình là một đứa có thói quen sketch trực tiếp và tẩy khá nhiều trên bề mặt giấy màu nước, nên là ngoài yêu cầu về vân giấy thì mình cũng cần nó phải chịu tẩy tốt một chút. Ume đã hoàn thành khá tốt điều này, vì dù mình tẩy khá là nhiều thì bề mặt giấy vẫn không bị tơi xù hay là rách như một số dòng giá rẻ khác đâu. Để kiểm chứng điều này thì mình đã thử tẩy đi tẩy lại hàng chục lần trên giấy và đây là thành quả này. Bề mặt của Ume vẫn u như kỹ chứ không có bị xù tí nào luôn. Bạn nào mới tập tô mà hay tẩy nhiều như mình thì nên cân nhắc thử nhé. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mình sẽ test qua độ loang của màu trên Ume nhé. Tuy cái này thì phụ thuộc vào chất lượng của màu cũng như là lượng dung môi trong màu nhiều hơn. Thế nhưng khi được tô trên một tờ giấy tốt thì màu sẽ phát huy được tối đa ưu điểm của nó đấy mọi người. Như các bạn có thể thấy là màu loang ở mức khá là ổn, dễ kiểm soát. Vì bề mặt của Ume là vân cold press nên là thời gian khô cũng khá là lâu để thao tác nhiều kỹ thuật hơn, phải cỡ tầm 5 phút dưới quạt thì mới khô cong hoàn toàn được, từng đó thời gian là mình có thể thỏa sức loang màu rồi. Khi khô thì bề mặt màu láng mịn và vân giấy khá là mờ chứ không rõ ràng như ban đầu trước khi tô đâu. Nhân tiện trong khi cơn bão Spy X Family đang hot và cũng vì couple Damian và Anya quá là cute nên mình sẽ chọn hai bé ý làm chủ đề để vẽ review cho giấy Ume luôn nhé. Không biết có ai là fan của hai bé ý không chứ dễ thương thế này thì ai mà chịu nổi với chứ. Trong bức tranh này thì mình sử dụng cọ mộc lát hoa lạnh để loang và tô các mảng lớn, còn cọ tỉa thì dùng Momate trong bộ 4 cọ cơ bản siêu rẻ luôn. Không biết là còn nên làm một video ngắn review về set cọ này không chứ giá chỉ có 38.000 thôi mà dùng cũng ổn áp phết mọi người ạ. Màu thì vẫn là Pocket Blossom quen thuộc của Tanuki với bảng màu tươi tắn xinh xắn chuẩn gu của mình luôn. Ngoài ra thì sở Ume hay các món khác đều có link sản phẩm được gắn ở phần mô tả dưới video này cho các bạn có nhu cầu nhé. Mọi người có thấy là cái giấy Ume này nó cứ lạ lạ nào không? Kiểu như là chưa tô lên thì nhìn vân rõ là đậm luôn nhưng mà tô màu lên rồi thì cái vân giấy biến mất gần hết ấy. Nên là lên video thì cứ phải gọi là mướt mượt mượt quá sức bất ngờ luôn. Nãy giờ thì toàn khen thôi nên là mình sẽ nói qua một vài nhược điểm của nó nhé. Không thì mọi người lại nghĩ rằng đây là video PR sản phẩm trá hình. Dù đúng là thế thật. Đấy là bề mặt của Ume vẫn có thể khá là sần với các bạn có nhu cầu giấy láng mịn hẳn. So sánh với các dòng có giá thành cao hơn chút như là Bao Hông hay Layton thì độ lên màu của Ume có phần kém hơn một chút.
Một phần là do vân giấy khác nhau, cũng như là thành phần của Ume chỉ ở mức 50% cốt tông thôi, còn hai dòng kia là 100% cốt tông lận. Về ưu điểm thì mình thấy Ume phù hợp nhất với các bạn chưa hoặc là đã làm quen với màu nước một thời gian rồi. Độ chịu tẩy khá là tốt, thời gian giữ màu ướt cao, đủ để bạn dùng được nhiều kỹ thuật loang. Ngoài ra thì mình thấy Ume khá là nồi đồng cối đá và khó bị mốc hơn mặt bằng chung. Nhiều tờ mình để 1-2 năm trời rồi, cũng không có bảo quản gì đâu mà vẫn dùng được bình thường và không hề có dấu hiệu hỏng hóc gì. Giá thành của Ume so với mặt bằng chung bây giờ thì ở mức trung bình, không quá cao cũng không quá thấp, khá là dễ mua và phù hợp với học sinh sinh viên. Mà mọi người có biết gì không? Tanuki còn rất hay sale Ume nữa mà toàn sale khủng thôi, nên là các bạn hãy theo dõi các kênh Facebook hay Shopee của chúng mình để vượt sale nhé. Nhiều bạn hay thắc mắc là Tanuki dùng trắng gì để che phủ trong tranh thì đây nha. Chúng mình chỉ dùng duy nhất poster nicker thôi vì độ che phủ siêu đỉnh luôn. Giá thì sẽ hơi cao tí tẹo nhưng mà siêu nhiều luôn, nên là các bạn có thể dùng được rất lâu thì mới hết được cơ, nên là nếu mà ai thích thì đừng bỏ qua nhé. Vậy là bức tranh đã hoàn thành rồi. Thường thì băng dính chặn màu khi bóc ra, kể cả mấy loại giấy xịn xịn thì cũng vẫn sẽ kéo theo một ít mảng giấy. Nhưng mà riêng ở Ume thì mình không thấy gì luôn, bề mặt giấy vẫn y như cũ chứ không bị rách tí nào. Chứng tỏ là nó cũng khá là nồi đồng cối đá chứ mọi người nhỉ. Còn các bạn thế nào? Nếu đã sử dụng qua Ume rồi thì hãy cho chúng mình biết cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé. Ngoài ra thì Tanuki đang có chương trình sale Ume lên đến 15% lận đến hết tháng 6 này cho mọi đơn hàng online và offline đó mọi người. Mọi người tranh thủ vừa sale liền tay nhá, tại vì cái giá này siêu ưu đãi luôn ý. Nếu thấy thích video này, hãy ấn like, share và ấn theo dõi kênh để ủng hộ team Tanuki nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!